Xin chào tất cả các bác, đã quay lại với kênh của Việt Phú. Hôm nay em đang có trên tay đây là một đôi hàng loa Bluetooth Sony SRS-X7. Đây thì không phải là một dòng nó cao cấp, nhưng cũng không phải là một dòng cấp thấp. Đây thì là một cái loa Bluetooth ở mức ở dạng thông thường, ở một mức trung bình. Thì nó cũng có một cái hay đấy là cái dòng này thì nó có rất nhiều chức năng. Có đây, có trên này có audio line in cắm trực tiếp dây từ điện thoại qua cái loa để nghe, rồi có Bluetooth, có network, có link và có NFC, thì có thể cắm luôn dây mạng vào đây để chạy trên một phần cái phần mềm hỗ trợ của Sony, và có thể cắm luôn USB vào đây để từ máy tính, thì có cắm dây trực tiếp từ điện thoại sang, và có thêm một cái đường vào đây, là đường sạc vào, chân sạc vào, cắm sạc. Thì sạc của cái này thì có từ điện từ 100V cho đến 240V, nghĩa là từ Nhật mình cũng dùng được mà về Việt Nam mình cũng có thể thế là cắm vào được thôi. Rất là tiện dụng. Rồi em sẽ bật nguồn lên và để kết nối một con điện thoại của em. Cái này thì đây là em cái con Android thì em đang quay cái video này nên em không dùng để bắt Bluetooth, mà con iPhone em sẽ dùng. Thì cái dòng Sony Bluetooth này thì nó sẽ dùng tốt hơn cho hỗ trợ hỗ tốt hơn cho dùng dòng iPod, iPad các thứ. Tuy nhiên là Android thử bệnh mất bình thường nhé, không phải là không bắt được. Như hôm trước cái con em mua cho anh Sáu miệt vườn trong Bình Dương, con CMT CD5, thì con đấy cái catalog của nó gửi kèm là sản xuất made for iPhone, iPad các thứ. Thì anh Sáu miệt vườn này anh bảo với em là cái đấy thì không bắt được cho Android cái thứ, anh chụp lại hình anh bảo thế này thế kia, nhưng mà sau đấy thì em đã vì em trực tiếp đã test ở quán bằng Android của em nên là em rất là chắc chắn, nên em đã bảo anh đấy là thử theo cái cách mà em hướng dẫn lại, thì anh bảo ok. Sau đấy thì tất cả các máy đều test ok hết. Đây là nguồn của con Sony này, đèn sáng lên và cái loa Bluetooth nó đã nháy. Thì cái kết nối Bluetooth của con này thì có thì giữ cái nút ấn vào nút này cảm ứng của nó, tất cả đều cảm ứng, giữ một lúc đấy, khi nào nghe tút tút và cái nút Bluetooth nó nháy liên tục như này thì bật cái Bluetooth của cái điện thoại lên và nó sẽ có những cái nào đang còn thì nó sẽ hiện ra và mình sẽ kết nối thôi. Đấy, thì Sony SRX7 em đã kết nối. Ủa, nó quá. Em sẽ chơi một đoạn nhạc thử cho bác cùng xem. Con này thì em mua cho một anh Hùng ở trong cùng quê, nhưng mà anh này anh ở trong miền Nam. Đấy, thì giá của con này nó về Việt Nam chỉ hơn 3 triệu một tí thôi. Nên tuy nhiên anh Hùng thì anh cũng đã rất là sông xanh, rất là tin tưởng, và anh ấy đã gửi cho em 4 triệu thì em sẽ chuyển lại cho anh ấy 3.900. Con này nó về nơi khoảng tầm 3 triệu mốt là căng thôi. Thì rất là cảm ơn anh Hùng cũng như cảm ơn tất cả các bác khác đã tin tưởng và chuyển khoản trước cho em. Thì tuy nhiên bên cạnh đây thì cũng có một vài bác chưa được tin tưởng hoặc là chưa có thể là chưa muốn mua lắm, thì nhiều lúc có một cái hàng nó khoảng tầm hơn triệu thôi, thì các bác cũng bảo em thì vẫn từ trước nay em vẫn nhận hàng trước em mới mua, nhưng mà có bác thì bảo hỏi hàng thì hơn 1 triệu thôi, các bác cũng bảo chuyển khoản trước à hay là chuyển khoản trước bao nhiêu, thì em trả lời là em thì không nhận cọc trước bao nhiêu cả mà nhận 100%, hoặc là nếu các anh đến trực tiếp lấy hàng thì em không tính cái tiền phí vào và các anh nhận hàng và sẽ trả phí. Thì nhiều bác cũng bảo là ôi thế căng quá, lỡ hàng không về trước tay không về được cả tay anh thì thế nào, thì cái đấy thì em cũng gọi là không biết trả lời như nào cả, bỏ tay thôi vì cái đấy thì chưa có duyên làm việc với nhau thôi. Đấy, thì em sẽ mở nhạc thử con này đấy, nó cũng chơi rất là hay, bát đập rất là đầm. Đây có tăng giảm âm lượng cũng bằng một cảm ứng hết, con này cảm ứng hết. Đây em vừa đã chơi hơn một nửa nhạc.
rất là hay đúng không? Có thể cắm trong ô tô hoặc trong phòng riêng ấy. Rất là tuyệt vời. Rồi em xin kết thúc video ngắn tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của em.